Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của làm kế toán.vn. Sau đây tôi xin hướng dẫn cho chúng ta về thủ tục thanh lý và nhượng bán tài sản cố định và phương pháp hạch toán thanh lý tài sản cố định. Trước hết chúng ta cần tìm hiểu thanh lý tài sản cố định là gì? Là việc tài sản cố định sau khi mua và sử dụng được một thời gian vì một lý do nào đó như là hư hỏng, hoặc doanh nghiệp muốn thay thế tài sản cố định cũ bằng một tài sản cố định mới thì sẽ làm thủ tục thanh lý nhượng bán tài sản cố định cũ đi. Hồ sơ thanh lý tài sản cố định bao gồm: một là đề nghị thanh lý tài sản cố định. Căn cứ vào kết quả kiểm tra tài sản, quá trình theo dõi và sử dụng, bộ phận quản lý tài sản của doanh nghiệp lập tờ trình để cho giám đốc phê duyệt danh mục thanh lý tài sản cố định theo quy định. Hai nhỏ là quyết định thanh lý tài sản cố định. Với quyết định này thì cần phải lập thêm hội đồng kiểm kê đánh giá lại tài sản cố định. Nội dung thứ ba đó là thành lập hội đồng thanh lý kiểm kê đánh giá tài sản của doanh nghiệp. Thành phần hội đồng thanh lý tài sản bao gồm thủ trưởng đơn vị hoặc chủ tịch hội đồng quản trị, kế toán trưởng, kế toán quản lý tài sản cố định, kế toán hoặc là trưởng ban bộ phận quản lý tài sản cố định, cán bộ kỹ thuật vận hành tài sản cố định. Nội dung thứ tư đó là tiến hành thanh lý. Với hội đồng thanh lý tài sản cố định thì thủ trưởng đơn vị quyết định hình thức xử lý tài sản cố định. Ví dụ như bán tài sản, thanh lý tài sản cố định hay là hủy tài sản cố định. Nội dung thứ năm thì chúng ta cần xử lý kết quả thanh lý nhượng bán tài sản cố định, như là hội đồng thanh lý tài sản lập biên bản thanh lý tài sản cố định theo mẫu số 02. Đây là mẫu số 02, biên bản thanh lý tài sản cố định theo thông tư 200. Với mẫu số 02 này sẽ có các nội dung như sau. Căn cứ vào quyết định thanh lý số ngày tháng năm, tức là chúng ta sẽ lập quyết định thanh lý tài sản cố định trước đó. Ban thanh lý tài sản cố định bao gồm các ông bà đại diện chúng ta ghi lên đây. Tiến hành thanh lý nội dung tài sản cố định như là tên, ký hiệu mã, quy cách tài sản, số hiệu tài sản, nước sản xuất, năm đưa vào sử dụng, số thẻ tài sản, nguyên giá tài sản cố định, giá trị hao mòn đã trích đếm thời điểm thanh lý, giá trị còn lại của tài sản cố định. Kết luận của ban thanh lý tài sản cố định là quyết định đưa tài sản cố định này vào việc bán thanh lý tài sản cố định trong ngày tháng là bao nhiêu. Ngày tháng năm trưởng ban ký thanh lý này là thủ trưởng của đơn vị ký đóng dấu vào đây. Tương tự như vậy thì cũng mẫu 02 này, nhưng ban hành theo quyết định số 48/2006 ngày 14/9/2006 của Bộ Tài chính về biên bản thanh lý tài sản cố định. Nếu công ty chúng ta sử dụng thông tư 200 thì chúng ta sẽ sử dụng mẫu thanh lý tài sản cố định theo thông tư 200. Còn nếu công ty chúng ta sử dụng quyết định 48 thì chúng ta sẽ lập mẫu thanh lý tài sản cố định theo quyết định 48. Và nội dung cũng tương tự như thông tư 200. Như vậy, tôi đã hướng dẫn cho chúng ta ở bước thứ nhất trong việc hồ sơ thanh lý tài sản cố định bao gồm những gì. Bước thứ hai đó là phương pháp hạch toán kế toán. Bước toán thứ nhất là phản ánh giá trị còn lại của tài sản cố định, kế toán định khoản, nợ cho tài khoản 214, nợ tài khoản 811, có cho tài khoản 211. Tôi giải thích bước toán như sau. Nợ cho tài khoản 214 là giá trị khấu hao tài sản cố định tính từ thời điểm tài sản đưa vào sử dụng cho đến thời điểm bán thanh lý tài sản cố định. Nợ cho tài khoản 811 là giá trị còn lại sau khi lấy nguyên giá trước thuế của tài sản cố định trừ đi giá trị khấu hao của tài sản cố định. Có cho tài khoản 211 là nguyên giá tài sản cố định. Bước thứ hai, phản ánh thu nhập khác từ việc thanh lý tài sản cố định. Nếu công ty chúng ta thanh lý tài sản cố định mà chưa thu được tiền của khách hàng thì sẽ phản ánh nợ cho tài khoản 131, có tài khoản 711, có cho tài khoản 3331. Và về nguyên tắc, công ty chúng ta phải xuất hóa đơn cho người mua, kể cả người mua là khách lẻ không lấy hóa đơn hay người mua là các tổ chức kinh doanh, thì công ty chúng ta cũng cần phải xuất hóa đơn cho đối tượng khách hàng.
và nội dung trên hóa đơn là thanh lý tên tài sản cố định tương ứng, số lượng đơn giá và thành tiền. Bước tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn cho chúng ta về cách thao tác các bước trên phần mềm MISA 2015. Tôi sẽ lấy ví dụ theo nội dung của giáo trình như sau. Ngày 8 tháng 5 2013, công ty chúng ta mua một ô tô Innova và đưa vào sử dụng là ngày 1 tháng 6 năm 2015. Nguyên giá của tài sản cố định ban đầu là 550 triệu đồng. Thời gian sử dụng là 60 tháng. Giá trị khấu hao của một tháng là 9.166.667 đồng. Ngày 15 tháng 6 năm 2015, công ty chúng ta bán thanh lý cho cá nhân với giá là 420 triệu. Vậy căn cứ vào bảng theo dõi tên tài sản cố định và nguyên giá trích khấu hao tài sản lũy kế thì kế toán sẽ tính ra được số tiền khấu hao lũy kế đến thời điểm mà công ty chúng ta thanh lý tài sản. Cũng như trên phần mềm này, chúng ta đã thao tác tại phân hệ tài sản cố định. Với ô tô Innova, chúng ta tích đúc vào chứng từ ô tô Innova đã khai báo đầu kỳ trước đó. Tại phần thông tin khấu hao này, đến thời điểm ngày 1 tháng 4 năm 2015, có giá trị là 201.666.667 đồng. Và trong tháng 1 năm 2015, tháng 2 năm 2015, mỗi tháng có giá trị khấu hao bằng giá trị khấu hao hàng tháng là 9.166.667 đồng. Tuy nhiên, tại tháng 3 năm 2015, căn cứ trên hóa đơn thanh lý tài sản cố định là ngày 15 tháng 6 năm 2015. Chính vì vậy, thời gian trích khấu hao tài sản cố định tại tháng 3 là lấy 30 ngày trừ đi 16 ngày tính từ ngày 15 cho đến ngày 30, sẽ còn lại 14 ngày, tức là ngày 1 cho đến ngày 14, chính là ngày chúng ta tích vào chi phí của tháng 3 năm 2015. Do đó, chi phí trích khấu hao tài sản cố định của tháng 3 năm 2015 sẽ bằng 14 chia cho 30 nhân với giá trị khấu hao của một tháng. Và như vậy, khấu hao lũy kế từ ngày 1 tháng 6 năm 2013 cho đến ngày 15 tháng 6 năm 2015 là 224.277.778 đồng. Do đó, giá trị còn lại sẽ bằng nguyên giá mà trừ đi giá trị khấu hao lũy kế. Thao tác trên phần mềm MISA 2015 như sau. Chúng ta vào phân hệ tài sản cố định, rồi tích vào tab ghi giảm, bấm thêm. Tại phần lý do ghi giảm này, chúng ta tích vào mũi tên để nhìn các lý do tương ứng trong trường hợp mà chúng ta thao tác phần ghi giảm này. Ở đây có các loại ghi giảm như là phát hiện thiếu khi kiểm kê, góp vốn vào công ty con và chuyển tài sản cố định thành công cụ dụng cụ. Và một số nội dung khác thì tôi sẽ chọn là nhượng bán và thanh lý. Căn cứ trên hóa đơn là ngày 15 tháng 06 năm 2015. Tại phần một nhỏ tài sản này, tôi sẽ bấm vào mũi tên đen để chọn tài sản cố định là ô tô Innova, nguyên giá là 550 triệu đồng. Hao mòn lũy kế phần mềm sẽ tự động cập nhật bằng 224.277.778 đồng như tôi đã giải thích tại phần tính toán của bảng theo dõi tài sản cố định trên file Excel này. Và giá trị còn lại bằng nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Tiếp theo, chúng ta sang phần 2 nhỏ hạch toán. Nợ cho tài khoản 214 có 2113 chi tiết cho phương tiện vận tải truyền dẫn. Nợ cho tài khoản 811 có 211 là giá trị còn lại. Tổng giá trị nguyên giá bằng 550 triệu đồng. Sau đó, chúng ta tích vào cất. Bước thứ 2 của việc thanh lý tài sản cố định là chúng ta vào phân hệ bán hàng. Vì căn cứ trên hóa đơn đây là bán hàng chưa thu tiền, hoặc trong trường hợp khách hàng chuyển khoản cho công ty chúng ta bằng tài khoản ngân hàng thì chúng ta sẽ thao tác vào phân hệ bán hàng, chọn chứng từ bán hàng, chọn một nhỏ bán hàng hóa dịch vụ trong nước. Lưu ý, chúng ta tích bỏ kiêm phiếu xuất kho. Tại hình thức thanh toán, chúng ta chọn là chưa thu tiền. Và nội dung ở đây tích vào lập kèm hóa đơn. Khách hàng căn cứ trên hóa đơn là Nguyễn Văn Hải với nội dung là bán thanh lý ô tô Innova theo số hóa đơn. Ngày hạch toán và ngày chứng từ là ngày trên hóa đơn ngày 15 tháng 6 2015. Mã hàng chúng ta tích vào dấu mũi tên màu đen
Sau đó tích vào dấu mũi tên màu xanh và khai mới mã dịch vụ là thanh lý ô tô. Tính chất tôi sẽ chọn là dịch vụ. Nhóm vật tư hàng hóa tôi chọn là dịch vụ, rồi đồng ý. Tài khoản doanh thu tôi delete. Tài khoản chi phí tôi chọn là 811, rồi cất. Nợ cho tài khoản 131, có cho tài khoản 711. Số lượng là 1, đơn giá 420 triệu đồng. Thành tiền là 420 triệu đồng. Tỷ lệ chiết khấu nếu có. Hai nhỏ, chúng ta sang phần thuế suất, chọn thuế suất là 10%. Tài khoản thuế giá trị gia tăng là 33311. Ba nhỏ, phần thống kê chúng ta bỏ qua. Cuối cùng thì chúng ta tích vào cất để hoàn thành việc phản ánh hạch toán thu nhập khác trên hóa đơn thanh lý bán tài sản cố định. Như vậy, tôi đã trình bày cho chúng ta về các khái niệm thế nào là thanh lý tài sản cố định, cũng như là cách lập hồ sơ thanh lý tài sản cố định, phương pháp hạch toán với trường hợp bán thanh lý tài sản cố định và cách hạch toán trên phần mềm MISA 2015 với các nghiệp vụ liên quan đến việc bán và thanh lý tài sản cố định. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn học tốt.